Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị, và chúng tôi mời quý vị gặp gỡ một gương mặt cộng đồng, một gương mặt văn nghệ, đó là MC Thùy Dương, luật sư Thùy Dương, và cũng là người giám đốc điều hành của một tổ chức từ thiện xã hội Sen Hoa, phải không thưa cô Thùy Dương? Mời cô gửi lời chào đến tất cả quý vị. Dạ, trước hết con xin chào chú Xuân Nam cũng như là tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Thùy Dương, khi mà nói đến Sen Hoa thì hiện tại Thùy Dương nằm trong ban điều hành, so board of directors member, và một người thành viên cho Sen Hoa. Còn cái chức vụ giám đốc điều hành thì Thùy Dương không có còn giữ cái chức vụ này nữa. Lý do là vì thời gian eo hẹp, cũng như là nếu mà quý vị mà cũng theo dõi làm bạn với Thùy Dương trên Facebook thì cũng biết là Thùy Dương trong một vài năm gần đây thì mới có cô con gái đầu lòng, cho nên là công việc hàng ngày cũng khá bận rộn. Tuy nhiên là Sen Hoa có rất là nhiều những tình nguyện viên cũng như là nhân viên đang tiếp tục hoạt động và làm việc để make sure là cái công việc của Sen Hoa tiếp tục để cái vân chứ. Trước hết thì thưa quý vị, lâu lắm mà chúng tôi mới được nói chuyện, được dịp nói chuyện với MC Thùy Dương. Nhưng mà tại sao chúng tôi là lần này phải muốn nói chuyện với cái người MC trẻ trung khả ái này thưa quý vị? Bởi vì trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy trên YouTube rộ lên cái tin là hai MC chính của Trung tâm Asia, hai trong những MC chính của Trung tâm Asia là Trình Hội và Thùy Dương đã chính thức rời bỏ Asia ra đi. Và thưa quý vị, khi nghe tin này chúng tôi cũng hơi giật mình và muốn gửi đến quý vị lời trần tình và tiếng nói của Thùy Dương về vấn đề này. Chuyện này như thế nào Thùy Dương nhỉ? Dạ thưa vâng, thưa quý Nam cũng như là thưa quý vị, là Thùy Dương không có biết rõ là những ai là người mà đưa cái tin này lên trên YouTube. Có lẽ là họ là một trong những người khán giả mà đã đi tham dự cái chương trình Asia 80 vừa rồi. Thì trong cái chương trình đó Thùy Dương có chia sẻ về cái cảm nghĩ của mình, cũng như là nói về cái sự trải qua của Trung tâm Asia trong một năm vừa qua. Các quý vị cũng biết rằng là trong một năm vừa qua thì có rất là nhiều sự thay đổi. Thì tôi tin chắc là những cái tin này thì quý vị cũng đã biết rất là nhiều. Thì thú thật với quý vị là trong cái thời gian đó, khi mà có rất là nhiều những cái sự thay đổi trong Trung tâm Asia, thì anh Trịnh Hội và Thùy Dương trong cái thời gian đó là cũng tính là xin nghỉ cùng với Trung tâm Asia, thì có xin được gặp chị Thi Vân là giám đốc và con chim đầu đàn của Trung tâm Asia để mà nói lời chia tay trước mặt chị, chứ không phải là qua một người nào hay là lên Facebook hay là cái gì, muốn nói chuyện với chị trước mặt. Và khi thì sau đó anh Hội và Thùy Dương được gặp chị Thi Vân, thưa chú Nam. Và sau một thời gian rất là lâu mà chị, thì cái đó là lần đầu tiên mà được gặp chị. Thì Dương còn nhớ là cái ngày hôm đó đang lái xe đến Trung tâm Asia, anh Trịnh Hội có gọi cho Thùy Dương và nói là ok em, bây giờ khi mà mình đi vào cái họp đó thì mình sẽ nói với chị như thế nào, cái strategy của mình là như thế nào. Thì đang nói chuyện với anh Hội đó thì tự nhiên anh nói là em, anh mới tới Asia, anh mới thấy chị Vân, ôi mời con, thì anh ấy tắt phone ngay với Thùy Dương. Thì Thùy Dương nói rồi, anh chàng này đang nói chuyện người ta không có bye bye mà đã tắt phone như vậy. Thì Thùy Dương cũng hơi giận. Thì 5 phút sau Thùy Dương mới tới Asia, và sau anh Hội 5 phút thì đi vào văn phòng của Trung tâm Asia Thứ Nam mà. Và Thùy Dương nhớ ngay lập tức, tức là khi mà Thùy Dương bước vào văn phòng của Trung tâm Asia, thấy được chị Thi Vân đó, là Thùy Dương đã biết rằng là đó, Thùy Dương sẽ tiếp tục làm việc cho Trung tâm Asia và sẽ không có xin nghỉ nữa. Bởi vì khi mà cái ngày hôm đó, khi mà Thùy Dương gặp chị Thi Vân đó, chú Nam, chỉ còn 60 pounds là bao nhiêu? 25-30 ký chứ mấy. Chú Nam mà cũng đã chứng kiến cảnh đó. Dạ, thì khi mà Thùy Dương nhìn thấy chị Thi Vân như thế vậy đó, thì Thùy Dương đã biết rằng là tất cả những cái chuyện khác đó là bên lề. Đối với Thùy Dương đó, Thùy Dương biết rằng là khi mà nhìn thấy chị thì cũng đã biết là mình sẽ chìm với cái con tàu này. Nếu mà cái con tàu của Trung tâm Asia nó chìm thì mình cũng sẽ chìm chung với cái con tàu, chứ mình không có nhảy ra khỏi cái thuyền đó. Thì cái đó là một cái lời chia sẻ mà Thùy Dương đã chia sẻ ở trên sân khấu của chương trình Asia 80, để nói rằng là
để nói về cái câu chuyện và cái thời gian khi mà chị Thi Vân đã bệnh nặng như thế vậy, và cũng để chia sẻ rằng là ngược lại với cái sự nhận xét của mình trong cái thời gian đó, mình nghĩ là trung tâm Asia sẽ chìm, nhưng mà cái con thuyền của trung tâm Asia, thưa chú Nam và thưa quý vị, là nó chưa có chìm, nó không có chìm mà nó vẫn còn nổi trôi vì cái sự tình thương của quý khán giả khắp nơi trên thế giới dành riêng cho trung tâm Asia. Và đó là cái lời chia sẻ của cháu. Cháu không có biết là từ đâu mà cái nguồn tin mới nói là anh Hội và Thùy Dương rời bỏ Asia. Chúng tôi mới làm cái chương trình vừa rồi, Asia 80 đang chuẩn bị để mà phát hành, mang đến cho quý khán giả khắp nơi. Cho nên là cháu nghĩ rằng là đến giờ phút này thì cái tiếng Anh thì người ta gọi là cái there's no white flag, thì không có để cái lá cờ trắng lên, nghĩa là mình sẽ không có đầu hàng và mình sẽ cùng chung với cái con thuyền này và đi cho đến những bước đường đi cho đến cuối đó chú. Không có cái chuyện mà rời khỏi, vậy cái tin rời khỏi của Asia đối với Trịnh Hội và Thùy Dương đó là fake news, phải không? Là tin tức giả. Yeah. Bây giờ thế này, chuyện đã cũng xong. Tin tức Thùy Dương và Trịnh Hội đều khẳng định như vậy. Cho nên quý vị yêu mến Trung tâm Asia đừng lo, hai người MC duyên dáng trẻ trung này sẽ còn lâu dài với Trung tâm Asia. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái chuyện. Và được biết là trên Atlantic City vừa qua thì đã diễn ra một cái đại nhạc hội thu hình của Trung tâm Asia, và cũng băng đó, cũng DVD đó chuẩn bị phát hành trong một vài tuần tới. Thì nếu mà nhận xét về cái chương trình này đó, thì có phải là dấu hiệu hồi sinh của Trung tâm Asia không, thưa cô Thùy Dương? Vâng, thưa chú, là phải nói là con đã làm việc với Trung tâm Asia 10 năm nay rồi. Thời gian đi qua quá là nhanh, nhưng mà đã là 10 năm. Mà cái chương trình này đó là Thùy Dương thấy có một cái sức sống và có một cái sự cố gắng chưa từng thấy từ trước đến nay. Khi mà làm việc cùng với chị Thi Vân thì Thùy Dương chưa bao giờ chứng kiến được cái sức làm việc của chị như thế vậy. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối với những cái màn trình diễn ở trên sân khấu thì Thùy Dương thấy là bài nào cũng tuyệt vời, cũng hay, mà nó gợi lại cho chúng ta một cái hình ảnh của một trung tâm Asia mà quý vị đã thương mến bao nhiêu năm vừa qua. Một cái sự khác biệt trong cái chương trình này là sự góp mặt của một số những gương mặt mới, thì cái đó là một cái nhận xét mà chúng ta sẽ thấy rất là rõ rệt khi mà chúng ta thấy cái DVD. Nhưng mà Thùy Dương thấy rằng là những cái gương mặt mới này, những cái tiếng hát mới này, họ rất là tài giỏi, hát rất là hay, rất là đẹp. Mà bên cạnh đó, thưa quý vị, họ có một cái sự cố gắng. Tại vì tất nhiên là khi mà chúng ta mới bắt đầu một cái con đường mới thì nó có một cái sự cố gắng mà nó rất là, khi mà chúng ta nhìn chúng ta thấy rất là rõ rệt. Thì tất cả những cái gương mặt mới này, họ có một cái sự đam mê về nghệ thuật và một cái sự cố gắng mà chúng ta thấy được ở trong cái màn trình diễn của họ. Mà người nào hát cũng hay, người nào cũng đẹp. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bên cạnh những khuôn mặt mới thì quý vị cũng sẽ thấy sự quay về lại cùng với Trung tâm Asia của những cái gương mặt mà quý vị đã yêu mến bao nhiêu năm vừa qua, mà họ quay về lại với Trung tâm Asia. Mà khi mà chúng ta thấy được cái sự hiện diện của họ trên sân khấu thì lại nó có một cái gì nó rất là đẹp và làm cho chúng ta lại nhớ một thời xưa. Mà khi mà chúng ta nói thời xưa thì Dương nói là kể cả cái thời mà trước khi Thùy Dương được cái hân hạnh được làm việc với Trung tâm Asia nữa. Cho nên là Thùy Dương lại nhớ được một cái hình ảnh của Trung tâm Asia khi mà mình còn ở bên Úc, đang lớn lên ở bên Úc, đang xem những cái chương trình này, là một người khán giả mà đam mê những cái người nghệ sĩ mà được xem ở trên những cái cuốn tape chứ không phải là DVD nữa hồi đó. Cho nên là đây là một cái chương trình rất là hay. Chú, bài nhạc nào cũng hay hết. Và kể cả ông xã của Thùy Dương là một người mà đã lớn lên trong đại gia đình của Trung tâm Asia từ nhỏ, nhưng mà trong khoảng độ 5-6 năm vừa qua thì ông xã có đi làm công việc khác, đi làm riêng. Nhưng mà trong cái chương trình này thì cũng quay về để giúp cho Trung tâm Asia một chút. Thì con cũng còn thấy được là ông xã ngồi đó mà nghe cái bài hát mà hít. Rất là có giá trị trong gia đình của chúng ta. Và Thùy Dương hy vọng là quý vị sẽ được xem, bởi vì quý vị sẽ thấy là nó là rất là tuyệt vời.
Như vậy làm cho chú Nam cũng xôn xao náo nức để chờ đón cuốn Asia 80 ca thử. Và theo Thùy Dương nó là đầy sức sống mới, nhiều gương mặt mới, đi con đường mới và nhiều nghệ sĩ quay trở lại. Nhưng mà nói người nghệ sĩ quay trở lại, Thùy Dương thì ai đã quay trở lại? Một trong những cái tiếng hát mà Thùy Dương còn nhớ rất là rõ đó, cô ấy hát với trung tâm Asia hồi cô còn rất là trẻ, nhưng mà khi mà cô quay lại thì gợi cho chúng ta một bầu trời của người ta phía đường tàn minh cát Lan Châu. Thùy Dương Minh Cát Lan Châu và tiếng hát đã gắn bó với trung tâm Asia trong những thời gian đầu rất là hay. Mà khi mà cô quay lại trên sân khấu đó, thưa quý vị, thì Dương chia sẻ với chú Nam là trên cái DVD có những khuôn mặt như là Hồ Hoàng Yến, thì Dương có nói chuyện với một số khán giả có hiện diện ngày hôm đó, thì họ thấy là khi mà họ thấy Hồ Hoàng Yến bước ra thì cũng cảm thấy rất là vui với sự trở lại của Hồ Hoàng Yến. Được, có rất là nhiều ca sĩ mà hiện tại con ngồi bây giờ con cũng không có nhớ, nhưng mà con nhớ hình ảnh của Asia thời xưa mở đầu chương trình tiếng hát của nam ca sĩ Carden. Anh ta rất là trẻ trung. Chúng ta Carden đã lớn Asia từ vì anh bắt đầu hát cho trung tâm Asia hồi anh có 16, 17, 18 tuổi. Bây giờ quý vị đã thấy một Carden vững chạc hơn. Nhưng mà thật là đam mê với cái màn trình diễn của mình, thì đó cũng là một cái điều đã mang rất là nhiều những cái sự vui mừng đến cho quý khán giả. Kính thưa quý vị, Nam rất xúc động khi nghe Thùy Dương nói, bởi vì Nam đã đến trung tâm Asia trong thời kỳ mà hùng mạnh nhất, rồi cái lúc mà Asia trước cái tình trạng gần như đóng ngoặc, mới ngoặc là chết chìm á, là chị Thi Vân lâm vào bạo bệnh mà tưởng rằng sẽ không qua khỏi. Những đứa con bắt đầu gánh vào cuộc, từ cháu Đăng Minh cho tới cậu Bạch, Johnny Bạch, thì các bạn trẻ theo mẹ làm nhưng mà chưa có kinh nghiệm. Nhưng mà cả khi mà lên tới Reno giữa bão tuyết như vậy để quay cuốn 79 lúc là Thi Vân không lên được, thì nhìn thấy một ekip trẻ và những người ekip mà kêu trào của Asia, họ gánh tất cả cái đam mê và sự cố gắng trên đôi vai của mình. Trong cuộc nói chuyện trước đây, chúng tôi đã thú thật rằng tôi đã khóc 3 lần trong đêm đó. Có nghĩa nhìn thấy giống như một cái ngôi nhà đang sụp vậy, mà các đứa con, đứa thì chưa trưởng thành, người thì đã là lớn tuổi, mà vẫn gánh trên đôi vai mình cái sứ mệnh để dựng lại Asia. Thưa quý vị, cái câu chuyện mà ngồi chứng kiến giữa cái khí lạnh ở tại Reno vào mùa đông, lòng chúng tôi bật khóc. Thưa quý vị, bây giờ nghe Thùy Dương kể quý vị nghe đó, một Asia hùng mạnh trở lại, một Asia đầy sức sống mới, một Asia với những gương mặt cũ và mới đều hợp quần trở lại để lên đường trong ngày mai, thì thú thật chú Nam cũng rất là vui mừng và rất là mong đợi cái ngày được đón nhận của Asia 80 để đem về xem. Thì trong cái ngoài những gương mặt đó, có những gương mặt đã từng được quý thính giả khán giả biết là họ đã ra đi Asia, còn những gương mặt nào trở lại nữa không Thùy Dương? Vâng, thưa chú Nam, là trong cái cuốn Asia vừa rồi thì tất nhiên là chúng ta có rất là nhiều những cái gương mặt mà đã vẫn tiếp tục ở lại với trung tâm Asia, nhưng mà họ, cái khuôn mặt và tiếng hát của họ đã gắn liền với trung tâm. Thùy Dương muốn nói đến tiếng hát của chẳng hạn như là Y Phương hay là Dưỡng Liên. Đây là tất cả những cái khuôn mặt mà tiếng hát mà chúng ta đã quen thuộc cùng với trung tâm Asia. Ở đây con sẽ cố gắng nhớ lại tất cả những, tại vì có quá là nhiều chương trình cái đêm hôm đó. Nhưng mà basically là khi mà chúng ta nhìn ở trên sân khấu thì chúng ta sẽ thấy là sự hiện diện của nửa ca sĩ, đó là tất những cái khuôn mặt mà quý vị đã biết và yêu mến từ trước đến nay, và một số những
ca sĩ quý vị lần đầu tiên được gặp hoặc là một lần, một hai lần được gặp, thì tất nhiên là nó sẽ mang đến cho chúng ta những cái sự mới lạ. Thanh Trúc là một trong những cái tiếng hát mà đã có mặt với trung tâm Asia từ đầu. Cô trở về lại với trung tâm Asia và có một màn trình diễn rất là hay, liên khúc tình yêu là những cái liên khúc mà bán chạy nhất của trung tâm Asia từ trước đến nay. Thì Dương tất nhiên là Đặng Minh Thông cũng như là Thùy Hương là hai tiếng hát mà cũng đã gắn liền với trung tâm Asia đã 10 năm nay rồi. Quý vị cũng sẽ thấy sự hiện diện của họ trong cái chương trình này đó chú Nam. Thì Dương không biết là có ai bật mí với chú, nhưng mà có một cái màn trình diễn của nam ca sĩ Đặng Thế Luân là một tiếng hát đã gắn liền với trung tâm Asia 15 năm, 20 năm nay rồi. Nhưng mà trong cái cuốn DVD này đó có một cái nhạc phẩm Hào Khí Việt Nam là cái nhạc phẩm cuối cùng đó. Phải nói là nó quá là tuyệt vời, nó quá là hay, viết bởi một một người nhạc sĩ từ trong nước. Mà cái bài hát này đó, khi mà chúng ta nghe đó, chúng ta sẽ nhớ là một thời trung tâm Asia mà nó làm cho chúng ta nhớ lại những cái cuốn DVD như là Lá Thư Từ Chiến Trường, hoặc là những cái cuốn DVD mà là Hùng Ca Sử Việt, dàn dựng thật là công phu và bài hát tràn đầy ý nghĩa. Tuy rằng là chúng ta nói là đây là một cái trung tâm Asia là lại một cái làn gió mới, một cái con đường mới, nhưng mà cái trái tim của trung tâm Asia và cái tâm của trung tâm Asia lúc nào cũng hướng về quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Cái đó nó không có thay đổi, nó tiếp tục, và chúng ta sẽ thấy rất là rõ rệt trong cái màn trình diễn của Đặng Thế Luân, là màn mà trình diễn kết thúc của cái chương trình. Dạ thưa Vân Chú, có Nguyên Khang không? Trong chương trình này thì chúng ta không có sự hiện diện của nam ca sĩ Nguyên Khang, nhưng mà cũng rất là thì cũng thấy là Thanh Thúy, Hoàng Oanh, Phương Hồng Quế, Trịnh Nam Sơn, đây là những cái tiếng hát mà quý vị đã quen thuộc từ trước tới nay của trung tâm Asia. Bên cạnh đó phần MC thì chúng ta có sự hiện diện của anh Cao Lộc, là người MC thần tượng của chúng ta. Và bên cạnh đó thì Lina Nguyễn cũng như là Quốc Thái cũng sẽ đảm trách vai trò MC. Cho nên là đây là một cái chương trình mà rất là đa dạng và rất là hay thưa chú. Ok, vừa Thùy Dương vừa nhắc tới MC Nam Lộc, thì trong một cái lúc nói chuyện với Nam Lộc vào trước lúc khi nói chuyện Thùy Dương không có tiếng ủng hộ, thì Nam Lộc cũng có nói tâm sự riêng là bây giờ anh cũng đã về hưu rồi, cho nên anh cũng ngại khi một hình ảnh của một người lớn tuổi trên sân khấu trẻ trung trung Nam Asia, cho nên sắp tới anh sẽ bớt đi sự xuất hiện trên trung tâm Asia, không phải là ra đi mà là giảm đi, bớt đi, để đồng thời làm việc với bạn trẻ, làm việc với những MC trẻ, và cũng để cho MC trẻ có nhiều cái khoảng trống thời không gian lớn hơn để MC trẻ có thể chứng tỏ mình sẽ tiếp tục lèo lái cái vai trò MC của Asia trong những năm tháng về sau. Thì anh Nam Lộc có làm việc với Thùy Dương khoảng 10 năm nay rồi phải không? Nhưng mà cái cảm giác đó, khi nghe tin đó thì Thùy Dương cảm giác như sao? Đối với Thùy Dương thì anh Nam Lộc mãi mãi sẽ là tâm hồn của trung tâm Asia. Mà nếu mà chúng ta có lẽ anh nghe bớt xuất hiện trên DVD, đối với Thùy Dương thì Thùy Dương nghĩ là cái đó, cái giây phút đó nó chưa có tới, tại vì anh vẫn còn đẹp trai chán phải không chứ nào. Nhưng mà nhưng mà chia sẻ với quý vị là kể cả trong những cái cuốn DVD mà anh Nam Lộc không có mặt, anh ấy vẫn hỗ trợ tất cả những người MC cũng như là ban giám đốc về chương trình cũng như là đề tài. Cho nên là đối với Thùy Dương thì cái sự hiện diện của anh Nam Lộc nó vẫn còn trong tất cả những cái cuốn DVD của trung tâm Asia, là bởi vì cuốn DVD nào mà Thùy Dương có mặt, Thùy Dương cũng nói chuyện cũng như là tìm cái sự hướng dẫn ở người sư phụ của mình. Còn đối với cái sự quyết định của anh Nam Lộc là những cái chương trình anh ấy xuất hiện và những cái chương trình anh không xuất hiện, thì tôi nghĩ rằng cái đó thì tôi cũng để tùy anh Nam Lộc và chị Thi Vân quyết định. Nhưng mà tôi Dương biết rằng là đó, cái sức làm việc anh Nam Lộc nó còn rất là nhiều, và anh ấy lúc nào cũng bên cạnh chúng ta cũng như là hướng dẫn chương trình cũng như là cái đề tài của trung tâm Asia. Cho nên là
thì Dương không có cảm thấy như là anh ấy bớt xuất hiện, và lúc nào anh cũng xuất hiện trong cuộc sống của Dương ấy, tại vì thì Dương làm việc với anh ấy rất là nhiều. Tuy nhiên là đó là để cái sự quyết định của anh ấy. Anh muốn xuất hiện chương trình nào thì anh xuất hiện, tại vì chúng ta cũng biết là anh ấy làm việc bao nhiêu năm, hơn 50 năm trên sân khấu, đúng không chú? Đúng rồi. Nó cũng là một thời gian rất là dài. Và anh ấy cũng có một cái trách nhiệm đối với cộng đồng, đối với âm nhạc, đối với cái nền văn hóa của chúng ta, và đối với cái trách nhiệm của anh ấy, thì Dương thấy là anh ấy cảm thấy nó rất là nặng nề. Make sure là những người trẻ sau này có thể tiếp tục cái con đường và tiếp tục những cái câu chuyện cũng như là những cái văn hóa của người Việt của chúng ta. Thì Dương cũng nghĩ rằng là chúng ta không có ép anh ấy, nhưng mà chỉ có cái là cầu xin rồi anh ấy thương, anh ấy muốn tham gia vào cái chương trình nào thì anh tham gia, còn cái chương trình nào mà anh muốn nghỉ thì cái đó là để cho tùy ý. Cảm ơn Thùy Dương rất nhiều. Tại sao biết cảm ơn không? Tại vì Thùy Dương nói Nam Lộc đó vẫn còn đẹp trai chán, là khiến cho chú Nam cũng được an ủi phần nào. Ok, đẹp trai chán nữa. Thưa quý vị, nhưng mà có chuyện này, một cái thực tế đó, Thùy Dương và chúng ta đều thừa nhận một thực tế rằng cái thời gian đi tới mà ai cũng sẽ đến cái lúc mà mình phải rời bỏ sân khấu, rời bỏ cuộc đời. Cho nên cái đó là cái điều mà cái điều mà không tránh được trong cuộc đời này, phải không thưa quý vị? Tre già thì măng sẽ mọc. Thì Thùy Dương làm việc với Asia và làm việc chung với Nam Lộc 10 năm. Bây giờ chắc chắn là Asia sẽ có những người cũng rất muốn để bước chân vào Asia theo chú Nam Lộc, theo chị Thùy Dương, theo anh Trình Hội, right? Thì Thùy Dương nhân đi tâm sự đó để cho cũng làm lời khích lệ cho các bạn trẻ ở bên ngoài khi nghe câu chuyện này, làm sao, phẩm chất nào, điều kiện nào, cần có cái gì để trở thành một MC của Trung Nam Asia, Thùy Dương? Thưa chú Nam, thưa các bạn, là thật ra thì Dương cũng đang, đây là một cái con đường, một cái hành trình mà thì Dương cũng đang tự tìm đó. Tại vì đối với thì Dương thì cái vai trò làm MC nó đến, nó không phải là một cái gì mà thì Dương nghĩ là dễ dàng, nó rất là khó. Bởi vì đối với thì Dương đó, một cái điều khó khăn là cái ngôn ngữ của thì Dương, không bao giờ thì Dương có thể nói tiếng Việt giỏi bằng anh Nam Lộc hay anh Việt Dũng, cho nên là đó là một cái sự cản trở lớn đối với cháu. Tuy nhiên là đối với các bạn mà đang đam mê về nghệ thuật, đam mê âm nhạc Việt Nam, đam mê văn hóa Việt Nam, thì Dương nghĩ rằng các bạn cứ tiếp tục hoạt động trong cái cộng đồng của mình, trong những cái chương trình văn nghệ của cộng đồng, cái nơi mà chúng ta cư ngụ. Nếu mà quý vị đam mê làm việc cho Trung tâm Asia thì Dương nghĩ rằng quý vị cứ quay một cái video của mình làm MC rồi gửi đến cho Trung tâm Asia. Trung tâm Asia sẽ xem, và nếu mà chúng ta có duyên chúng ta sẽ gặp nhau. Cái đó là cái điều mà thì Dương khuyến khích rất là nhiều, là bởi vì trong những ngày đầu mà cháu bắt đầu thì cháu cũng có cái đam mê là muốn làm việc với Trung tâm Asia, rồi cũng quay một cái video mình tự đó nói chuyện rồi gửi người kia, mà cũng may mắn là cái DVD đó đến tay được ban giám đốc, thì cũng từ cái cơ duyên đó mà được cái cơ hội để mà làm việc với Trung tâm Asia. Cho nên là đối với các bạn trẻ mà đang đam mê cái này thì các bạn cứ tự quay một cái video rồi gửi đến cho Trung tâm đi. Bây giờ với cái so sánh với thời buổi bây giờ thì quay một cái video rất là dễ, quý vị quay trên iPhone cũng được. Cho nên là mình cứ làm và mình cứ hành động với cái dream của mình, và sẽ mình sẽ không có biết là cái giấc mơ nó sẽ đi tới đâu, và có lẽ là nó sẽ trở thành sự thật. Nếu mà chúng ta tin, nó là thì Dương rất là tin là giấc mơ sẽ trở thành sự thật. Thưa vâng chú. Nhưng mà trở lại một chút cái vai trò MC. Bây giờ mình nói nhưng mà không cho chú Nam Lộc nghe nha. Trong khi mà làm việc 10 năm chú Nam Lộc như vậy và Trung tâm Asia như vậy thì Thùy Dương đã trưởng thành rất là lẹ, đã trưởng thành rất là nhanh và ngày càng được khán giả rất là yêu mến. Tuy nhiên nếu mà nói thuần túy về vấn đề làm MC thôi đó, thì có cái điều gì, có cái kinh nghiệm nào, có cái khả năng nào, có cái điều gì đặc biệt nào của cái thế hệ MC lớn tuổi mà Thùy Dương thật là thích và muốn giữ lại, và có những điều gì Thùy Dương không muốn giữ lại? Mời Thùy Dương.
Thưa chú là một trong những cái, khi mà chúng ta nói về những cái người MC của nền âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại đó, thì một trong những cái điều mà thế hệ trẻ sẽ không bao giờ có cái khả năng để mà lặp lại, đó là những cái câu chuyện, những cái kỷ niệm, những cái hình ảnh và những cái kinh nghiệm của họ đã từng trải qua. Không, không có cách nào mà một người như là Thùy Dương, kể cả anh Trịnh Hội cũng vậy, có thể biết được những cái câu chuyện của những người nghệ sĩ, những cái người danh ca trong nền âm nhạc Việt Nam của chúng ta bằng những người như là anh Nam Lộc, tại vì họ đã chứng kiến, làm việc cũng như là biết những cái câu chuyện đằng sau sân khấu. Thì cái đó là một trong những cái điều mà chúng ta cần phải giữ, cần phải tìm cách để mà lưu lại. Cái đó là cái đầu tiên. Nói tới những cái gì mà chúng ta không có cần nữa thì có lẽ rằng là cái đó, cái này thì nó cũng rất là khó nói cho Nam, tại vì nó tùy theo cái người khán giả của mình. Mình nói mà bảo đảm không cho Nam Lộc nghe thì Thùy Dương cứ nói. Không, cái này nó tùy theo cái người khán giả của mình. Tại vì hiện tại đó, những cái người mà vẫn còn theo dõi và yêu mến âm nhạc Việt Nam cũng như là nền âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại đó, thì đa số là những quý khán thính giả lớn tuổi, nhiều hơn là những người mà lớn lên sau này tại hải ngoại chứ Nam. Những người như là em gái của Thùy Dương sinh ra ở Úc đó, rồi lớn lên thì cái sự đam mê về âm nhạc Việt Nam đối với cô đã bớt hơn là những người như là mẹ Thùy Dương, ba Thùy Dương. Thì thật sự ra đối với những cái người khán giả mà chúng ta đang còn đang yêu, đang nghe âm nhạc Việt Nam thì tất cả những cái hình ảnh của anh Nam Lộc cũng như là cái cách, cái phong cách của anh trên sân khấu đó, đó là một người MC tuyệt vời, thưa chú. Tại vì những cái người khán giả đó họ vẫn còn những cái cách nhìn của một người lớn lên sau này, thế hệ đi trước, thưa chú. Còn khi mà chúng ta nói đến thế hệ sau này lớn lên đó, hay là những người trẻ ở Việt Nam bây giờ đang lớn lên ở Việt Nam mà yêu mến âm nhạc Việt Nam, và nhất là âm nhạc Việt Nam của thời trước 75 mà được nghe bởi những ca sĩ hải ngoại trình diễn đó, thì có lẽ những cái người như thế vậy họ sẽ chấp nhận hơn về những cái phong cách MC của những người trẻ lớn lên sau này tại hải ngoại. Cháu nói như vậy thì cháu không biết là chú có đồng ý với Thùy Dương hơn không. Nhưng mà vâng, khi xưa đó, cháu nói cho chú chẳng hạn là khi xưa đó, khi mà làm MC đó, nhất khoát là phải nói tiếng Việt. Nhất khoát là 100% phải tiếng Việt. Sau này đó, quý vị cũng sẽ thấy trong cái chương trình Asia kế tiếp đó, Lina xuất hiện trên sân khấu, sẽ đa số là Lina sẽ nói chuyện bằng tiếng Anh. Có lẽ là đó, khi xưa đó, một số khán giả sẽ rất là khó chịu với cái điều này. Nhưng mà tuy nhiên là cái sự hiện diện của Lina mang đến cho chúng ta những cái khán giả mới, những cái khán giả trẻ tuổi hơn, mà họ thông dụng tiếng Anh hơn, thì cái đó là một cái sự khác biệt. Cháu cũng không có biết là quý khán giả sẽ muốn cái gì, nhưng mà sau khi mà quý vị xem cái cuốn Asia 80 thì quý vị sẽ có những cái sự nhận xét. Tuy nhiên là càng ngày thì cháu nghĩ rằng là chúng ta càng chấp nhận với những cái mới lạ, như là MC trong một cái chương trình âm nhạc Việt Nam của chúng ta mà bằng tiếng Anh chẳng hạn. Cảm ơn cái sự nhận xét của MC Thùy Dương, luật sư Thùy Dương, thưa quý vị. Thùy Dương và quý vị cũng biết rằng là hiện nay không phải chỉ thị trường Việt Nam, mà kể cả thị trường Việt Nam hay ngoài, mà kể cả thị trường Việt Nam trong nước và thị trường của Hoa Kỳ, thị trường của các nước trên thế giới, cái kỹ nghệ mà DVD âm nhạc đó nó đang đi xuống dốc rất là thê thảm bên Thùy Dương. Thì làm sao mà Asia và tồn tại được và phát triển được trong cái bối cảnh như vậy, trong bối cảnh thời thế như vậy? Và cái thứ hai, nếu mà không có phát triển được về ngành DVD thì Thùy Dương nghĩ có cái lĩnh vực nào, cái cách nào để mà thay thế về các trung tâm như Asia tồn tại được và phát triển, thưa cô? Vâng, thưa chú, là con nghĩ rằng là chúng ta cần phải đi cùng với thời gian, nghĩa là đã tất cả những cái gì mà chúng ta làm bây giờ đó trên mạng đó, nó là cái cách nhanh nhất để chúng ta tung ra những cái sản phẩm mới. Thì thường thì tôi nghĩ rằng là Asia cũng phải cần tìm cách để mà mang những cái sản phẩm cho chúng ta đến với quý khán giả
nhanh hơn và một cách dễ dàng hơn cho quý khán giả. Tại vì thì dân biết rằng đó là kể cả khi mà chúng ta ngồi họp ở trong một cái chương trình của trung tâm Asia đó, khi mà kiếm những bài hát đó, ban giám đốc cũng lên YouTube để mà kiếm những cái bài hát. Tại vì đó là cái cách nhanh nhất, chứ không có ai mà đi lục những cái DVD rồi mở ra những cái bài hát để tìm cái bài hát trên một cái DVD. Cho nên là Asia cần phải kiếm cách để mà online, đi lên online để cho quý khán giả mà đang muốn nghe, đang muốn được đến với âm nhạc của trung tâm Asia đó có thể đến một cách dễ dàng hơn. Kể cả mẹ của Thúy Dương bây giờ đó là một mẹ của Thúy Dương cũng lớn tuổi, không có giỏi tiếng Anh, nhưng mà mẹ của Thúy Dương bây giờ cũng xem rất là nhiều những cái chương trình ở trên mạng, tại vì nó dễ hơn. Bà ngồi cầm cái iPad rồi hay là trên cái computer nó nhanh hơn. Thì Asia cũng phải tìm cách để mà mang những cái chương trình của trung tâm Asia đến với quý khán giả trên mạng, để cho quý khán giả yêu mến Asia có cách để mà thưởng thức những cái chương trình này một cách dễ dàng hơn và nhanh hơn. Tôi nghĩ rằng đó là cái cách mà chúng ta có thể tiếp tục tồn tại được, nếu mà chúng ta muốn tiếp tục tồn tại trong cái thời buổi này. Đây là một cái vấn đề tương đối khá phức tạp và đang challenge, đang thử thách nhiều trung tâm. Tuy nhiên thưa quý vị, dù muốn hay không, tất cả các trung tâm từ trong nước tới hải ngoại cho tới Hoa Kỳ vân vân, ở châu Âu vân vân, người ta đều chứng kiến cái sự sụt dốc rất rõ ràng của cái nền kỹ nghệ DVD âm nhạc phát hành như ngày xưa. Và ta tin chắc rằng sự khó khăn đang ngày càng tới, đó là sự thách thức của trung tâm Asia, không phải chỉ của riêng trung tâm Asia mà tất cả mọi trung tâm trên thế giới này, kể cả người Việt hay không phải là người Việt. Trước khi biết sang một đề tài mà quý vị cũng rất là thích thú, con người Thùy Dương, chú Nam chia làm hai phần, một phần là âm nhạc và MC, một phần thứ hai nữa là cái câu chuyện mà chúng tôi cũng rất là thèm được nghe, và tất cả quý vị, chúng tôi nghĩ rằng quý vị cũng rất là thèm được nghe và ít biết về câu chuyện của mình về cái lĩnh vực hoạt động nhân đạo và xã hội của Thùy Dương như thế nào, qua câu chuyện với cái sen hoa. Thì thưa quý vị, mời quý vị theo dõi, chúng tôi sẽ hỏi vấn đề này trong một vài phút tới. Tuy nhiên cái này có một cái đề tài này là Thùy Dương, hiện nay một cuộc tranh luận rất là lớn trên báo chí trong nước với các nghệ sĩ trong nước và hải ngoại, khi mà ca sĩ Thanh Lam, một ca sĩ từ phía Bắc, đã nhận xét rằng nhiều ca sĩ miền Nam chỉ nổi tiếng chẳng học hành gì cả, chỉ nổi tiếng mà nhờ vào truyền thông. Thì sau khi phát ngôn về câu hỏi này, cô nói rằng nhiều ca sĩ miền Nam không được học hành mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông, thì cả trong nước chìm hai phe, bên cũng giữ, bên chống cũng giữ, và ca sĩ miền Nam cũng rất là khó chịu chuyện này. Thì không biết là Thùy Dương có nghe chuyện này không, và nếu nghe được thì quan điểm của Thùy Dương như thế nào? Thưa chú, là Thùy Dương không có biết về cái chuyện này, là bởi vì thật sự ra Thùy Dương không có theo dõi tin tức của những ca sĩ trong nước nhiều. Đối với Thùy Dương thì khi mà nói đến âm nhạc đó thì rất là yêu những bài hát của Việt Nam vì chúng ta trước năm 1975 của Việt Nam trước năm 1975, và nhất là những ca sĩ trong những cái thời gian đó. Tuy nhiên là đối với cái lời nhận xét của cô ca sĩ đó, thì đó là một cái sự nhận xét của một người. Nếu mà chúng ta thì luôn sống với cái tinh thần là freedom of speech, phải ai cũng được cái sự tự do ngôn luận, thì đó là cái lời nhận xét của cô thôi. Còn có thật hay không thì mỗi người có một cái sự suy nghĩ khác nhau. Thì tôi không có biết và không có hiểu nhiều lắm về cái câu chuyện này, cho nên là sẽ không có chia sẻ được nhiều. Nhưng mà đối với Thùy Dương thì thật sự ra Thùy Dương cũng không có nghĩ rằng là như nào như vậy thì ai nói cứ nói, nhưng khán giả thì nghĩ cứ nghĩ. Phải không? Thì đó, đúng rồi chú. Con nghĩ là khi mà mình sống được như vậy đó, mình sẽ bớt bị stress hơn chú à. Rồi mình sẽ tìm được cái tâm linh và cái sự an lành trong cuộc sống. Rất là cảm ơn Thùy Dương.